Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ngày sinh trên Facebook Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook nha Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần menu Là cái phần ba gạch đó nè Các bạn bấm vào Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình Rồi sau đó các bạn bấm vào cái dòng chữ là Xem thông tin giới thiệu của bạn này các bạn bấm vào cái dòng chữ này nha. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống. Tới cái mục là thông tin cơ bản này. Ngày sinh này. Thả bên cái chữ thông tin cơ bản nó có chữ chỉnh sửa nha. Các bạn bấm vào cái chữ chỉnh sửa này. Rồi ở đây cái mục đầu tiên là ngày sinh này. Ngày tháng sinh và năm sinh của mình nè Bây giờ các bạn bấm vào cái mục công khai này. Sau đó các bạn chọn chỉ mình tôi rồi nam sinh, các bạn muốn ẩn luôn thì các bạn bấm vào công khai. Và các bạn chọn là chỉ mình tôi. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào lưu. Rồi vậy là mình đã ẩn ngày sinh trên Facebook thành công. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.